Đây là Level Legion Go, một cái sản phẩm mà trước khi cấm ấy mình xem trailer khá đáng thú, vì là mình thấy cái cụm gamepad này có thể tháo ra, nhưng mà cho đến khi mình thực sự biết đây là gì thì mình đã hơi thất vọng. Nhưng lại một bước ngoặt nữa là cho đến khi cầm mình thấy nó khá là hứng thú, khá là lạ, vì đây hình như là con đầu tiên mà có thể làm chuột. Và hãy cùng xem đây bài đánh giá Level Legion Go trên kênh Tom Flex. Trước hết, điểm đập vào mắt mình là khi cầm con này mình nó to vãi, to hơn cả Steam Deck lẫn Switch OLED mình đang có. Con Switch này chỉ có 7 inch thôi, nhưng mà ở đây là tận 8,8 inch. Và một điểm nữa ăn tiền nhất trên con này đó chính là phần màn hình. Đây là một màn hình cực kỳ đã, mình có một độ phân giải là Quad HD 8,8 inch, tần số quét là 144Hz. Tại sao chúng ta lại có một cái phụ kiện như này được tặng sẵn trong hộp để chúng ta có thể kết nối với lại cái tay cầm ở đây? Khi kết nối với tay cầm thì chúng ta sẽ có một cái mắt quang ở đây, mắt quang để đọc vị trí dư cổng với con chuột ấy, và có một cái nút on off để chuyển giữa mode bình thường và FPS. Và trên cái tay cầm này thì chúng ta sẽ có một vài phím ấn nữa, đây là nút chuột trái này, chuột phải này, có nút con lon của chuột này, và chúng ta hoàn toàn có thể chơi giống một cái mẫu console bình thường, nó sẽ là dùng gần analog. Nhưng mình đánh giá cái việc tháo lắp của cái gamepad này thì hơi khó đối với người mới dùng, chứ nó không được đơn giản như kiểu cái kiểu mở ra quả Switch, mở ra đâu mà cực kỳ đơn giản luôn. Và trên đây đương nhiên là có thể tháo được gamepad ra, nên chúng ta có rất nhiều kiểu chơi, tablet mode này, cắm vào TV chơi này, hay là giống một mẫu handheld PC giống kiểu con ROG Online. Xét về độ đa dụng thì mình đánh giá cao con này nhất ở cái khoản là chơi nhiều game ngon hơn. Chúng ta sẽ không cần phải cắm thêm một cái chuột để chơi LOL hay là một game FPS. Về nốt về mặt ngoại hình nhá, là chúng ta sẽ có một cái kickstand này giống Switch nhưng mà không được mở nhiều góc như thế đâu, nhưng mà nó cực kỳ chắc chắn. Và ở bên trên khe đây chúng ta sẽ có quạt tản nhiệt và hút gió. Tiếp theo là về mặt cấu hình, có con chip AMD Z1 Extreme 16GB và SSD 512GB. Đó, RGBI không có cái này. Cụm tản nhiệt cực kỳ tốt. Cho khi mình lên stress test ở trên Fermax thì mình thấy nhiệt độ lăn quanh khoảng 40 mấy độ thôi, chứ không có quá nóng. Stress test ở độ phân giải là Full HD thì nhiệt độ lên khoảng 57 độ. Mình đánh giá đây vẫn là một cái mẫu nhiệt độ khá là ổn định ở trên một mẫu handheld PC. Thì đây mình có thử chơi LOL và cái mức setting là medium FPS cho mình lăn quanh khoảng 220 cho đến 240 FPS. Và trải nghiệm trên đây chơi game là khá là ngon, không chỉ LOL nha, mà tất cả các game khác mình thấy khá là ok. Mình có thử chơi Horizon Zero Dawn thì có chơi ổn định ở mức 45 FPS ở mức medium setting. Mình thấy đấy là một điểm khá là ok, giống kiểu con ROG Online. Còn mình có một tựa game mình khá thích, đó là Stray, thì mình có thử chơi game trên đây. Thì ở mức medium setting ở độ phân giải Full HD ấy, máy chạy mượt mà ở khoảng 58 gần 60 FPS. Còn mà sử dụng pin khoảng được khoảng 1 tiếng rưỡi. Đây là cái mức sử dụng pin trung bình của mấy con heo thì sử dụng Windows rồi. Còn về các thứ khác ấy, thì liệu mình có nên mua con này không? Nếu các bạn như kiểu sếp mình là một người chơi game Windows mà muốn mang đến bất cứ đâu ấy, thì nên mua. Nếu mà muốn các cái tựa game độc quyền ấy, thì con này không có đâu. Vì con này chơi game hệ của Steam mà, nó trùng với Steam Deck, nó trùng với PC. Trên đây là đánh giá và trải nghiệm của mình với Legion Go. Nếu các bạn thích hay là có một ý kiến đóng góp gì về các cái bài đánh giá thì hãy cùng comment phía bên dưới để mình cùng biết và cải thiện nhé. Và nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nhé. Và hãy ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất.